Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều hôm nay, thứ bảy ngày 2 tháng 12 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi đầu giờ chiều nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới khép lại tuần giao dịch bằng một phiên tăng rất mạnh với tỷ lệ tăng là 1,77%, đứng ở mức 2.072 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 2.033,97 đô la Mỹ và mức cao nhất là 2.075,40 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ, đứng ở mức 103,19 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng mạnh với tỷ lệ tăng là hơn 2%, giao dịch ở mức 38.700 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xuống giảm mạnh, đứng ở mức 4,209% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm, giao dịch ở mức 74,38 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Vàng đang chứng kiến động lực mua mới khi thị trường tiếp tục định giá khả năng cắt giảm lãi suất vào đầu tháng 3, bất chấp lập luận chưa chắc chắn của Fed. Hôm thứ Sáu, Chủ tịch Fed ông Jerome Powell nói rằng ông vẫn không tự tin rằng chính sách tiền tệ đủ hạn chế để giảm lạm phát xuống 2%. Tuy nhiên, dường như các thị trường ít chú ý đến những gì ông Powell đang nói, vì công cụ Fed Watch Simmer cho thấy rằng các thị trường hiện tại đang đánh giá hơn 50% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong quý đầu tiên của năm 2024. Bất chấp sự lạc quan này, một số nhà phân tích khuyến nghị các nhà đầu tư nên thận trọng với vàng ở mức này và không nên đuổi theo thị trường. Trong tuần tới, một dữ liệu quan trọng là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu tới. Với tâm lý kỳ vọng cắt giảm lãi suất đang quá lớn, bất kỳ dữ liệu nào gây thất vọng cho nhà đầu tư thì giá vàng cũng có nguy cơ điều chỉnh. Về mặt xu hướng của giá vàng, theo chuyên gia của ForexLine chia sẻ trên Kiko rằng các tín hiệu phân tích kỹ thuật cũng đã hỗ trợ xu hướng đi lên của giá vàng. Đặc biệt là sau khi giá vàng giao ngay, đóng cửa vững vàng trên ngưỡng tâm lý quan trọng 2.000 USD trên một ounce. Còn theo chuyên gia đến từ The Capital Market cho biết, với những diễn biến gần đây, vàng đang ở giai đoạn bắt đầu cho một cú bứt phá mạnh hơn và những ngày tươi sáng còn ở phía trước. Theo Hội đồng Vàng Thế giới hay gọi là VFCC cho biết, tốc độ tích lũy vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đang ở mức kỷ lục mới. Giới đầu tư đã liên tiếp đặt ra câu hỏi tại sao lại xuất hiện xu hướng này. Nhưng lý do cơ bản khiến giá vàng tiếp tục tăng khá rõ ràng. Theo Gary Warner, nợ quốc gia của Mỹ đang tăng lên mức kỷ lục là trên 34.000 tỷ đô la Mỹ. Chi phí chỉ để trả lãi cho khoản nợ đó đang nhanh chóng trở nên đắt đỏ ngang với ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng Mỹ. Đã nhiều lần Chủ tịch Fed ông Jerome Powell và Bộ trưởng Tài chính Mỹ bà Janet Yellen đều khẳng định rõ ràng rằng tình trạng này là không bền vững đối với nước Mỹ. Thêm vào đó là nhiều điểm nóng địa chính trị tiếp tục nóng lên và đó là sự sụt giảm gần đây của đồng bạc xanh và cũng khả năng còn xuống nữa khi mà Fed đảo chiều chính sách tiền tệ. Ở chiều ngược lại, còn một số yếu tố khiến một số nhà đầu tư còn có chút thận trọng, đó là mối đe dọa lạm phát dai dẳng. Trong trường hợp đó, thị trường đang đánh cược Fed có khả năng giữ lãi suất ở mức hiện tại cho đến hết quý 2 năm 2024. Kể cả trong trường hợp này, một số nhà phân tích cho rằng với một nền kinh tế đang yếu đi, cuối cùng Fed cũng sẽ cắt giảm lãi suất, chỉ là sớm hay muộn. Lợi ích trong việc nắm giữ vàng đang được phản ánh bằng sức cầu rất mạnh từ ngân hàng trung ương cũng như là người dân nhiều nước, đặc biệt là với khu châu Á. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Thời điểm phiên đầu giờ chiều ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhận bột số 9 và một số là vàng nữ trang SJC khác đều tiếp tục duy trì trong xuống tăng rất mạnh. Cụ thể với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đã niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 72,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 74,02 triệu đồng trên lượng, tăng 400.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 500.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Mặt hàng vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 72,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 74 triệu đồng trên một lượng, cũng tăng mạnh 400.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 500.000 đồng trên lượng tại chợ bán ra. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, mua vào mức 72,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 73,90 triệu đồng trên lượng, tăng 300.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào mức 61,55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 62,65 triệu đồng trên lượng, tăng 400.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Với giá nhận bộ số 9 loại từ 0,3 đến nửa chỉ, mua vào mức 61,55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 62,75 triệu đồng trên một lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ cân hàng thương mại khép lại tuần này ở mức 24.080 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.450 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.600 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.650 đồng trên đô la Mỹ. Hiện tại thì không có điều chỉnh về giá sau khi mà tăng 50 đồng trên đô la Mỹ mua vào, chứ bán ra không có thay đổi trong phiên ngày hôm qua.
Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch đầu giờ chiều nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.270.000, bán ra 7.400.000, tăng 400.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 500.000 đồng trên lượng tại chợ bán ra. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1.300.000 đồng trên lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.270.000, bán ra 7.402.000, tăng 40.000 ở chiều mua vào, tăng 50.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 7.270.000, bán ra 7.400.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 50.000 ở chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 7.230.000, bán ra 7.400.000, tăng 50.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi. Pin Doji Hồ Chí Minh và Pin Doji Hà Nội mua vào 7.270.000, bán ra 7.390.000, tăng 30.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Phú Quý SCC mua vào 7.280.000, bán ra 7.400.000, tăng 40.000 ở chiều mua, tăng 50.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.290.000, bán ra 7.395.000, tăng 48.000 ở chiều mua, tăng 47.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 7.280.000, bán ra 7.360.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 10.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.220.000, bán ra 7.320.000. Ngân hàng TPBank Gold vào 7.230.000, bán ra 7.400.000, tăng 50.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, đến phiên đầu giờ chiều nay cũng duy trì trong xuống tăng mạnh, tăng 400.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 500.000 đồng trên lượng bán ra, hay là tăng 40.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, tăng 50.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1.300.000 đến 1.360.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.270.000, bán ra 7.402.000. SJC Huế mua vào 7.267.000, bán ra 7.402.000. SJC Miền Tây, Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.270.000, bán ra 7.400.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.270.000, bán ra 7.402.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.268.000, bán ra 7.402.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác hiện tại cũng trong xuống tăng mạnh trong khoảng từ 167 đến 400.000 đồng trên lượng, hay tăng trong khoảng 16.700 đến 40.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 6.155.000, bán ra 6.265.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 6.155.000, bán ra 6.275.000. Vàng 4 số 9, mua vào 6.145.000, bán ra 6.235.000, cùng tăng 40.000 ở chiều mua vào chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 6.053.3.000, bán ra 6.173.3.000, tăng 39.600 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 4.491.7.000, bán ra 4.691.7.000, tăng 30.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 3.450.4.000, bán ra 3.650.4.000, tăng 23.400 ở chiều vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 2.415.3.000, bán ra 2.615.3.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.